Dạ thưa ông bà, thưa cậu hai, con dọn cơm xong rồi. Dạ con mời ông bà mời cậu. Ừ. Qua ăn cơm đi con. Dạ. Bữa nay biết con về, má dặn bếp á, nấu toàn là món con thích đó. Ừ, Con cảm ơn má bà. ăn nhiều vô nghe không? Dạ. Mình cũng vậy đó nghe. Mình phải ăn nhiều vô nghe không? Lóng rài á, em thấy mình cứ đau bệnh rề rề hoài đó. Hôm nay có ông Thịnh nó về, tôi ăn gấp đôi. Con đi học ở trên Sài Gòn á có cực lắm không? Dạ không sao đâu ba, con phải cố gắng để ba an lòng chứ. Dạ con mời cậu. Ủa má ba, em bảo đâu rồi? Chắc nó đang ngoài nhà máy với chú Tỉnh rồi con. Thôi kệ nó đi con. Không sao đâu, lát em con về nó ăn sao. Con ăn đi. Nè, ăn nhiều vô nha. Ăn nhiều vô. Nè, cá lóc kho tiêu, món ruột của con đó. Không có, cảm ơn ba. Cảm ơn má ba. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi con. Con mời ba. Con mời má ba. Để má, cảm ơn con. Mấy năm qua con đi học xa nhà, nhờ có má ba chăm sóc nên ba con mới mạnh khỏe như vậy. Con mang ơn má ba lắm. Trời, con nói đi đâu vậy? Cái gì mà mang ơn? Má là vợ của ba con thì chăm sóc ba con là bổn phận của má mà. Dạ biết là vậy, nhưng mà con vẫn mang ơn má ba. Từ ngày má con mất, một tay má ba chăm lo mọi thứ cho tới nay. Cái thằng này, mình là người một nhà mà con. Ủa Bảo, anh hai về con kìa. Chào ba má. Bảo, ủa anh hai về khi nào vậy? Trời ơi, mới có mấy tuần lo thi cử không về thăm nhà mà anh thấy em nhổ giò cao rồi còn đẹp trai ra nha. Tôi biết mình đẹp trai từ nhỏ mà. Còn đó nha, hôm nay biết anh hai con về vậy mà không chịu về sớm để ăn cơm với nhà. Con mắc mấy việc lu bu cho nên con quên. Con xin lỗi ba. Thôi, không sao đâu con. Con lo làm mà, có phải chơi bời lêu lỏng gì đâu mà ba la. Cơm trưa không kịp á thì còn cơm chiều mà, ha con ha. Phải đó, thiếu gì dịp phải không anh hai? Ừ. Ủa, mà lần này á anh về được mấy ngày vậy? Anh cũng không biết. Thịnh, rồi cái vụ mà giấy tờ để con lo con đi du học đó, con lo xong chưa? Khi nào con đi? Trời đất ơi, anh hai đi du học hả? Đi nước nào vậy? Hồi trước anh tính học xong ở Sài Gòn thì đi Nữ Ước du học vài năm. Trời, Nữ Ước, nghe đã quá vậy. Ê, cho tôi đi cùng với. Cái thằng này, anh con đi học chứ có phải đi chơi đâu mà xin đi cùng. Mà con đó, bằng tú tài còn chưa có nữa đồ đi du học. Thì trong xưởng cho ba thì cần chỉ bằng tú tài chứ. Mà thôi, con quyết định ở nhà, trong xưởng. Ba, lần này con về đây là muốn thưa với ba một chuyện. Nói đi con, con quyết định học ngành gì, rồi học ở đâu? Nói ba nghe, ba lo cho con được hết. Dạ, con sẽ không đi du học nữa. Ủa, sao vậy? Sao vậy con? Con thấy ba lớn tuổi rồi nên con quyết định không đi đâu nữa. Con muốn về đây đỡ đần với em Bảo, thay ba lo việc gia đình. Ôi trời đất ơi, cần gì đâu con. Mấy năm nay á, em con á với chú Tỉnh lo liệu việc làm ăn hết rồi. Mà việc làm ăn cũng đâu có gặp trục trặc gì lớn đâu. Nè, má nói nè, con á là học giỏi thì phải ráng mà học thêm chứ. Sao bỏ ngang uổng vậy? Đúng không mình? Má bà con nói phải đó. Việc nhà con không cần phải lo gì hết á. Bà biết tuy là bây giờ sức khỏe của ba nó không được như xưa nữa, nhưng mà nhà mình còn có chú Tỉnh. Chú Tỉnh là một người rất là sáng dạ. Bà chỉ chú một lần cái gì là chú biết chú làm được liền à. Đúng rồi đó con. Rồi ba cũng nhờ chú dìu dắt em con nè. Sổ sách thì lâu lâu ba coi, không có cái gì đâu. Việc của con là phải đi học. Bà, con nghĩ kỹ rồi,
Trước mắt con sẽ ở đây một thời gian, còn sau này nếu như thấy cần thì con sẽ đi học tiếp, không có muộn đâu ba. Đó, ông trời đúng là bất công mà. Đứa muốn đi nước ngoài gần chết mà không được đi, còn cái người được trải đường cho mày đi thì không chịu. Cái thằng mốt mày rồi ba. Đi vô ăn cơm đi. Vậy con vô ăn cơm. Anh hai, anh ngồi chơi với ba má nghe. Thịnh à, thôi thì tùy con. Con là đứa chín chắn, ba tin vô quyết định của con. Dạ, con cảm ơn ba. Rồi con định khi nào thì con dọn về đây ở luôn. Con tốt nghiệp rồi, lần này về là con về luôn đó. Ủa, con về luôn hả? Dạ. Rồi đồ đạc của con? Đồ con đóng gói hết rồi, khi nào cần thì nói anh shopper lên Sài Gòn chở xuống. Vậy cũng được. À con, cái xưởng đồ gỗ của nhà mình á là xây dựng sắp xong rồi. Bây giờ á, con không đi du học nữa, ba quyết định là giao đứt cái xưởng này cho con luôn. Con cảm ơn ba. Trước mắt con muốn coi lại sổ sách để nắm được tình hình làm việc của gia đình mình thời gian qua. Con muốn coi cái gì á thì cứ nói chú tỉnh hen. Dạ. Mọi chuyện á, bà chủ không cần phải lo lắng, có tôi lo hết mọi chuyện rồi mà. Sao mà không lo được chú? Thằng Thịnh nó học cao hiểu rộng, nó chỉ cần coi sổ sách qua là liền phát hiện ra. Bà chủ à, cái chuyện mà học hành chỉ là lý thuyết suông thôi, bà lo lắng chi cho hại sức khỏe vậy? Cái chuyện mượn ăn á, bà cứ giao hết cho tôi là được rồi. Thì tôi tin tưởng chú mấy năm nay mà, con nhiều tiền á, tôi đưa cho chú hùng hạp làm ăn hết, có lo lắng gì đâu. Nhưng mà lần này thì khác nha. Thằng Thịnh á. Bà chủ à, bà cứ lo lắng hoài như vậy á, cậu Thịnh sẽ sinh nghi đó. Mọi chuyện á, bà cứ bình thường đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sổ sách á, tôi ghi chép rất là cẩn thận, kỹ cỡ nào không tìm được sai sót đâu. Vậy thôi à, chú coi à, cũng để ý nha chú. Mà nó nói á, nó không có đi du học nữa là tôi lo trong bụng rồi. Nó nhúng tay vô công chuyện nhà cái là chú với anh Bảo làm sao mà có thể. Bà chủ à, tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên tôi mới khuyên bà hùng hợp làm ăn với tôi đó. Bây giờ bà có một cái khối tài sản thật là lớn rồi, cho dù sau này bây giờ ông chủ có giao hết toàn quyền cho cậu hai thì bà cũng có số vốn để thủ cho cậu ba rồi, đúng không? Nhưng mà tôi không có cam tâm. Suốt bao nhiêu năm nay tôi cực khổ lo cho cái gia đình này, thằng Bảo á, thì theo chú đi lo công chuyện, còn nó hả, ăn sung mặc sướng trên Sài Gòn á, ăn học phơi phới ở trên đó. Rồi bây giờ mới vừa về tối hả, ông đòi hả giao đứt cái xưởng gỗ cho nó, nói quà mừng tốt nghiệp gì đó, nghe ứa cái gàn. Bà đừng có giận nữa, bà cứ thuận theo lời ông chủ đi, bà từ từ mình tính. Nè, bà có nhớ năm đó không, má con bà bị lép vế, bị ức hiếp đủ đường, đụng cái bà lật ngược thế cờ, trở thành bà chủ cái nhà này. Ừ thì năm đó rủi người lợi ta, chị Liễu chỉ vắng số cho nên tôi mới được như ngày nay. Tôi biết chứ sao không, chú nhờ tôi á mới được ông nhà tôi tin tưởng. Dạ. Còn dạ, tôi thì cũng nhờ chú có một số vốn, mà cái số vốn đó giờ ngày càng lớn ra, tôi với chú phải nương nhau mà sống, tôi hiểu chứ sao không. Chính vì vậy á, tôi với bà đi chung một con thuyền, nhất định không để thuyền nó chìm. Bà không việc gì phải lo hết.